6. Đây là 3. Đây ạ, chuyên đề số 04, chuyên đề về kim loại. Thực ra ấy, cái chuyên đề về kim loại này nó dễ lắm nhá. Tại sao thì lại nói là nó dễ? Tại vì nó là những cái gì mà định hướng của bộ. Bộ nói rằng là trọng tâm sẽ chủ yếu vào cái phần là học kỳ 1 của lớp 12. Còn lại học kỳ 2 sẽ là những câu hỏi định hướng nhận biết và thông hiểu thôi. Thế thì mà cái phần học kỳ 2 ấy, thì lại chủ yếu dựa vào cái việc là chúng ta phải làm nhiều thì biết. Thế thì thầy đã có cái tài liệu tóm tắt lý thuyết thầy gửi cho các em rồi. Các bạn đọc cái tài liệu đấy và các bạn làm bài tập này là xong. Đúng không ạ? Câu số 1. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác ở điều kiện thường. X là chất lỏng. Vậy kim loại X là chất nào? Câu này dễ quá gì nữa. Hoàn toàn các bạn trả lời được đúng không ạ? X là cái gì ạ? X chỉ có thể là thủy ngân, dê. Đúng chưa? Nào câu số 2 các bạn cùng làm xem nào. Kim loại dẫn điện tốt nhất là gì? Trong lúc mà các bạn làm thì đi rót cốc nước. Nào, câu 2 đáp án gì các em? Các bạn đâu hết rồi. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, đúng không? Bạc ạ, à, Ag. Câu số 3. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Úi dồi ôi, câu này dễ thế. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Không phải thủy ngân, không phải cesi, cũng không phải nhôm, mà nó là liti nhá. Câu số 3. Được chưa? Liti. Úi dồi ôi, sai nhiều thế. Một lần sai một lần nhớ nhá các em nhá. Một lần sai một lần nhớ, không sao cả. Sai thì mình làm lại nhá. Không nhớ thì mình ôn lại có thể rồi. Bây giờ là sang phần kim loại đi. Phần này nhiều bạn sợ lắm. Câu số 4. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Kim loại nào sau đây tính khử mạnh nhất? Yêu cầu nhá, tính khử mạnh nhất thì theo dãy điện hóa thôi ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phiêu. Được chưa? Vậy thì gì ạ? Kim loại mà có tính khử mạnh nhất là kali nhá. Câu số 5. Thế bây giờ nó lại cho một cái chuỗi khác, nó yêu cầu hỏi là kim loại nào có tính khử mạnh nhất trong cái chuỗi này, trong chuỗi bốn chất này. Vậy trong chuỗi bốn chất này thì anh mà có tính khử mạnh nhất thì vũng đọc thôi ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Avio. Vậy nó là gì ạ? Khi nào ba cần mua, vậy nó phải là ma gì? Ồ, đây có một bạn hỏi một câu hỏi rất là hay, bạn Tuấn Minh. Thầy ơi, sao bạc dẫn điện tốt nhất nhưng đồng lại được làm dây điện? Câu trả lời đơn giản mà. Bạc nó được dẫn điện tốt nhất nhưng lại đồng làm được dây điện bởi vì thế này. Thứ nhất là bạc dẫn điện tốt hơn đồng, nhưng bạc nặng hơn đồng, đúng không ạ? Gần gấp đôi. Vậy nếu mà cùng một cái dây bạc cùng với lại một cái thiết diện như vậy, với so với cùng một cái loại dây đồng mà cùng với thiết diện như vậy, thì chúng ta phải tăng gấp đôi cái số lượng cột điện. Ví dụ như là cột điện bây giờ chỉ cao, chỉ chịu lực được 10 tấn thì bây giờ phải là cột điện phải chịu lực 20 tấn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bạc nó đắt hơn điện, và bạc nó đắt hơn đồng. Ví dụ như là làm dây đồng bây giờ đã bị người ta cắt trộm, cát đồng người ta bán đồng nát rồi. Em tưởng tượng bây giờ em làm dây điện bằng dây bạc, thế thì sau một đêm mở mắt dậy biến mất, biến mất hết, thế là toàn bộ dãy nhà mất điện hết. Đấy là hai lý do chính cơ bản. Tuấn Minh nhá. Câu số 6. Ion nào sau đây có tính ô xóa mạnh nhất? Ion nào sau đây có tính ô xóa mạnh nhất? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Dê bạc cậu. Câu số 7. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang cửa hàng Á bạc cậu.
Câu 8. Trong các ion sau đây, ion nào có tính ô xóa mạnh nhất? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang cửa hàng Aphiou? Au. D. Đấy, các em thấy không? Nó xoay ra như trong chóng. Nếu chúng ta chỉ thuộc liên tục là kim loại mà có tính ô xóa mạnh nhất là bạc cộng thì chúng ta đã bị lừa ngang ngửa mấy phát rồi. Nên phải theo đề bài, phải đọc kỹ đề bài nhá. Khi mà mình khoanh trách nhiệm, mình đừng khoanh theo cảm tính. Nhớ chưa? Câu số 9. Cho dãy các kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H4 loãng là, thì nó phải đứng trước hydro trong dãy liên hóa. Nhôm, bỏ đồng, sắt, bỏ bạc. Vậy mình có mấy? 2. Câu số 10. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H4 loãng là, số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H4 loãng là, bạc là không tác dụng H4 loãng này, Fe3O4 tác dụng này, Na2CO3 tác dụng này, FeH3 lần là tác dụng này. Vậy mình sẽ có 3 nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Dễ chưa các em? Dễ chưa? Dễ mà, những câu này nó dễ mà. Cố gắng nhá. Câu số 11. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl mà lại vừa phản ứng được với dung dịch NaOH? Thế thì không thể là sắt được, sắt chỉ tác dụng với HCl thôi. Không thể là đồng, đồng chỉ tác dụng với HCl thôi. Không thể là bạc, bạc cũng chỉ tác dụng với HCl thôi. Vậy ở đây chỉ có gì thôi? Nhôm. Nhôm vừa phản ứng với HCl và vừa phản ứng với NaOH. Bể bỏ. Câu 12. Kim loại sắt không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? Lưu ý thầy là từ không nhá. Có nghĩa là sắt nó chỉ không phản ứng với những kim loại trong muối mạnh hơn nó thôi. Còn nó sẽ đẩy các kim loại ở trong muối mà yếu hơn nó. Vậy sắt nó sẽ đẩy được đồng, sắt nó sẽ đẩy được bạc. Và dĩ nhiên sắt nó tác dụng với FeCl3 thì nó tạo thành là FeCl2. Được chưa? Vậy nó cũng không, vậy nó cũng phản ứng với FeCl3. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ, MgCl2. Đúng không ạ? Câu 13. Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại sắt? Thì kim loại mà tác dụng được với kim loại sắt ấy. Đây mình thấy này. Sắt đẩy được đồng, đúng không? Fe cộng COS4 thì tạo thành FeSO4 cộng Cu. Và dĩ nhiên sắt cũng tác dụng với H2O4. Vì vậy đáp án đúng đáp án A. Còn B là sắt không tác dụng với CaCl2. D là sắt không tác dụng với MgCl2. Và C là sắt không tác dụng với ZnCl2. Được chưa? Nhớ chưa? Câu 14. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeS4 và dung dịch HNO3 đặc nguội? Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc nguội? Thế thì phản ứng được với FeS4 ấy và HNO3 đặc nguội thì mình phải lưu ý điểm này. Nhôm sắt chrome là bị thụ động nên không tác dụng HNO3 đặc nguội. Vậy này, bỏ nhôm, bỏ chrome. Được chưa? Đồng thì không bao giờ phản ứng với FeSO4 cả, bởi vì đồng không đẩy được sắt nên loại bỏ nốt đồng. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là gì? Magie. Magie là phản ứng được với dung dịch FeS4 để tạo thành MgSO4 và Fe. A nhá. Đáp án A. Câu 15. Câu 15 các bạn ơi, 15 đáp án gì ạ? Chất nào sau đây? Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit acetic? Axit acetic là CH3COOH. Nó có tính axit nha. Thì anh này là tính axit yếu nên nó không thể tác dụng được với các kim loại đứng sau hydro, không thể tác dụng với đồng được. Được chưa? Và đề bài hỏi không phản ứng thì A rồi. Không phản ứng với đồng. Dễ nhỉ? Ra đi thi câu nào cũng dễ này thì sướng đúng không? Câu 16. Dẫn khí CO dư. CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng đằng sau nhôm mà thôi.
MU nó không khử được, CO nó khử được, Al2O3 nó không khử được, và FeO thì nó khử được. Vậy phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y thì gồm có MgO này, CU này, Al2O3 này và Fe. Đây là FeO khử được. Vậy số oxit kim loại có trong Y là gì ạ? MgO là 1, Al2O3 là 2. Vậy mình sẽ có 2 oxit trong Y. D, rất tốt, chính xác, đáp án D. Câu 17. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại đồng? Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại đồng? Kim loại đồng nhá. HCl là không tác dụng được với đồng. Bởi vì đồng đứng sau hydro. KOH cũng không tác dụng với đồng. H2O4 loãng không tác dụng với đồng. Đồng có tính khử nhá, thì đồng nó tác dụng với HNO3. B. Câu 18. Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Vậy thì cái khí có màu nâu đỏ ấy, N2 là khí không màu, N2O cũng không màu, nhưng N2O có thêm một cái nữa, nó là gây cười. Gây cười các bạn nhé. Khí bóng cười đấy ạ. NO là không màu, hóa nâu trong không khí. NO2 là màu nâu đỏ luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, NO2 màu nâu đỏ. Câu 18. Cho Fe tác dụng HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là ớt con này bị trùng nhỉ, NO2. Câu 19. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây thì sắt nó bị thụ động bởi H2O4 đặc nguội, nhưng đây đặc nóng, hoặc HNO3 đặc nguội. D. Đấy, 20 vừa nhắc xong. Kim loại sắt bị thụ động bởi dung dịch gì? HNO3 đặc nguội. 21 các bạn chọn đáp án gì? 21 mới hay. 21 ạ. 21 cả nhà chọn đáp án gì ạ? 21 các em ơi, 21 comment đáp án để xem nào. 21 dễ mà. Cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là đồng không, nhôm có là 1, KNO3 không, FeCl3 có là 2. Đúng chưa? Có nhôm và có FeCl3. Nhôm tác dụng với NaOH để tạo thành NaLO2 cộng H2. FeCl3 tác dụng được với NaOH để tạo thành FeOH 3 lần. 2. Câu 22. Cho phương trình hóa học sau, tỷ lệ A và B là sắt 0 này lên sắt dương 3 này. Đúng chưa? 3E. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 2E. Vất 2 ở đây, vất 3 ở đây, 2 sắt vậy C là 1. Đếm lưu huỳnh 3 cộng với 1 nhân 3 là 6. Vậy đây là 6. A chia B bằng 2 chia 6. 2 chia 6 thì bằng 1 chia 3. À. Câu 23. Thí nghiệm nào sau đây mà lại không xảy ra phản ứng các bạn nhé? Thí nghiệm nào sau đây mà lại không xảy ra phản ứng? Đề bài yêu cầu chúng ta là phải là không xảy ra phản ứng. Đồng có tác dụng HNO3 không? Đồng có tác dụng HNO3? Đồng có nhỉ. Sắt thì chắc chắn tác dụng với sắt 3 rồi, để tạo thành FeSO4. Có. Bạc thì có bao giờ tác dụng HCl? Chẳng bao giờ nhỉ. Vậy là C. Bạc đứng sau hydro mà làm sao tác dụng với HCl? Còn kẽm để đồng là chuyện bình thường. Tất nhiên. Câu 24. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Các em chú ý nhá. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Natri cộng nước, chỗ này mũi tên bị lỗi, tạo thành 2NaOH cộng H2 đúng. Canxi cộng HCl tạo thành CaCl cộng H2 đúng. Fe cộng COH4 tạo thành FeF4 cộng Cu đúng. Nhưng đồng thì có bao giờ tác dụng với H2O4 mà sinh ra hydro không ạ? Đồng chẳng bao giờ tác dụng được với H2O4 mà sinh ra COH4 và H2. Vì vậy nên sai là gì? Sai là D nhá.
Dê sai. Câu 25. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Natri tác dụng với nước tạo thành đá hoạt động H2 đúng. Fe cộng với lại ZnSO4 tạo thành FeS4 cộng Zn. Sắt có đẩy được kẽm không ạ? Chỉ có kẽm đẩy được sắt chứ làm gì có chuyện sắt đẩy được kẽm. Vậy sai là B luôn. C hydro cộng CuO tạo thành Cu cộng H2O đúng. Cu cộng FeCl3 tạo thành CuCl2 cộng FeCl2 đúng. Đúng chưa? 26 ạ. 26 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 26 các bạn hay sai không? 26 mà các bạn hay sai cực. Trong thực tế thì không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn. Không sử dụng nhé. Gắn đồng và sắt chẳng ai sử dụng gắn đồng và sắt cả. Bởi vì nếu mà gắn đồng và sắt thì sắt sẽ bị ăn mòn trước. Bởi vì sắt đóng vai trò là anốt, đồng đóng vai trò là cátốt mà. Nên không ai sử dụng cách này. Trắng kẽm thì bề mặt sắt được, bởi vì đây là cái phương pháp là bảo vệ bề mặt. Phủ một lớp sơn thì bề mặt sắt được, bảo vệ bề mặt. Trắng lớp thiếc thì bề mặt sắt được. Được chưa? 27. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Điện phân nóng chảy MgCl2 thì tạo thành Mg cộng CL2. Đúng đúng không ạ? Trong công nghiệp thì điều chế magie phát điện phân nóng chảy, chứ không thể điện phân dung dịch ra magie được. Không ai bao giờ điện phân dung dịch ra magie nhé các em nhé. Kali vào MgNO3 hai lần, đừng có mơ là kali đẩy được magie. Mà nó tạo thành là gì ạ? MgOH hai lần cộng KNO3 cộng H2 bay lên. Kim loại sắt và magie, sắt làm sao đẩy được magie, chỉ có magie đẩy sắt. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 28 ạ. Thì điểm chung của các kim loại natri, canxi và nhôm, nó là các kim loại đứng trước nhôm, thì để điều chế được chúng nó thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đây là điện phân nóng chảy. Không thể thủy luyện, không thể nhiệt luyện, không thể điện phân dung dịch được nhá. D ạ. Câu 29. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Sắt không, đồng không, đúng chưa? Bạc không, bạc, nhôm, sắt, đồng, bạc là đều có thể là bằng nhiệt luyện hoặc bằng thủy luyện được. Chỉ có magie thôi, magie hoạt động mạnh, trung bình mạnh, nên nó chỉ có thể điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy. C. 30. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS4 theo phương pháp thủy luyện thì có thể dùng kim loại nào sau đây? Kim loại đồng nhé, từ COS4 theo phương pháp thủy luyện thì dùng nào sau đây? Thì nó là thể dụng một kim loại mạnh để kim loại yếu, nhưng mạnh thì không thể là canxi được, bởi canxi tác dụng với nước. Không thể natri được, natri tác dụng với nước. Bạc thì yếu hơn đồng, cũng không thể được. Vì vậy nên nó chỉ có thể là dê, sắt. Các bạn nhớ chưa? 31. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm. Mình tìm một số mol kẽm. 6,5 chia cho 65 bằng 0,1. Vào dung dịch H2SO4 loãng thì mình thu được ZnSO4 cộng H2. Vậy theo phương trình mình tìm được số mol H2 luôn, 0,1. Và tới đây mình tìm được V bằng 0,1 nhân 2,4 bằng 2,24 lít. À. Câu 32. 32 các bạn chọn đáp án gì nào? 32 cả lớp chọn đáp án gì? Cho 36 gam FeO, ta tìm được số mol bằng 36 chia 72 bằng 0,5. Phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa amon HCl thì nó sẽ tạo thành FeCl2 cộng H2O có 2 ở đây. Anh này 0,5 thì 0,5 nhân 2 bằng 1. Vậy số mol HCl bằng 1. Vậy giá trị của A là 1 nhá. 1 A. Câu 33. Khử hoàn toàn 32 gam CuO
số mol CuO bằng 32 chia 64 bằng 0,5. Thành kim loại 0,5. Thành kim loại thì cần vừa đủ V lít khí CO. Thế là tạo thành Cu cộng với CO2. V lít khí CO vậy anh này là 0,5 thì anh này là 0,5. Được chưa? Vậy mình tìm được giá trị của V. V bằng 0,5 nhân 22,4 bằng 11,2 lít. Đúng không ạ? Có đúng không? 32. Ô thì chết nhầm. Nhầm các em ạ. Nhầm số mol của Cu dẫn đến nhân giải. 32 chia cho chỗ này là 64 cộng 16 phải là 80. 80 bằng 0,4. Vậy CO nó cũng sẽ phải bằng là 0,4. Vậy V của nó là 0,4 nhân 22,4 bằng 8,96 lít. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B, 8,96. Câu A4. Khử hoàn toàn 32 gam CuO thì vẫn như vậy, thu được m gam kim loại. 0,4 mol Cu. Vậy m gam kim loại m đồng bằng 0,4 mà nhân với 64 thì bằng bao nhiêu? 0,4 nhân 64. 25,6 gam. À, 25,6 gam. 35. Toàn tính toán này nhỉ, sướng nhỉ. Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3. Mình tìm được số mol Fe2O3 đi ạ. 4,8 chia 160 bằng 0,03. Bằng CO dư ở nhiệt độ cao thì mình thu được Fe cộng với CO2. Đây ạ, 2 Fe, 3 CO, 3 CO2. Khối lượng sắt thu được thì mình sẽ có 0,03 nhân 2 bằng 0,06. Vậy mình sẽ có khối lượng của sắt thu được là 0,06 nhân 56 bằng 3,36 gam. 3,36 gam, vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 36. Hòa tan m gam Fe vào dung dịch HCl dư thì thu được FeCl2 cộng H2. Mình tìm được số mol H2 bằng 2,24 chia 2,4 thì bằng 0,1. Vậy ngay tức mình tìm được số mol của sắt cũng bằng 0,1. Và từ đó mình tìm được khối lượng của sắt nó bằng là 0,1 nhân 56 thì bằng 5,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. Những câu này cứ viết phương trình là ra thôi. Yeah. Không có gì khó khăn hết. Cứ viết phương trình là ra. Câu 37 ạ. 37 đáp án gì ạ? Cho 5 gam hỗn hợp gồm bạc và nhôm vào dung dịch HCl dư. Thế thì bạc là không thể phản ứng với HCl rồi, chỉ có nhôm là phản ứng với HCl thôi. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hiro. Mình tìm được số mol hiro bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của nhôm trong X. Thế thì câu chuyện lại dễ quá. Bởi vì hết tác dụng với lại HCl dư thì nhôm tác dụng thì tạo thành AlCl3. Vậy ở đây mình đi bảo toàn electron. Nhôm 0 lên nhôm dương 3. 3 lần số mol nhôm thì bằng hiđro dương 1 về hiđro 0, 2 lần số mol H2. Vậy mình tìm được số mol nhôm luôn. Bằng 2 nhân 0,15 bằng 0,3 chia cho 3 bằng 0,1. Vậy từ đó mình tìm được khối lượng của nhôm bằng 2,7. Từ đó mình tìm được phần trăm khối lượng của nhôm bằng 2,7 chia 5 nhân 100. 54%. 54%, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Dễ thế còn gì nữa các em? Còn muốn gì nữa? Quá dễ. Câu 38 nhá. Fe tác dụng với clo dư thì thu được FeCl3 2 3 2. Số mol là 6,5 chia cho 56 cộng 35,5 nhân 3 bằng 0,04. Vậy mình tìm được số mol của sắt bằng 0,04
Vậy mình tìm được khối lượng của sắt bằng 0,04 nhân 56 bằng 22,24. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 38, đáp án đúng là đáp án A. 39 ạ. 39 ạ. Thôi các bạn thử tính hộ thầy câu 39 thế nào, từ nãy giờ toàn thầy tính rồi. Các bạn thử tính cho thầy xem đáp án câu 39 đáp án gì ạ? Từ nãy toàn vô bình thầy tính từ nãy giờ, thần không chứ. Hòa tan 1,6 gam đồng, mình tìm một số mol đồng. 1,6 chia 64 0,025 bằng dung dịch H2O3. Đồng chúng ta lên đồng dương 2. Đúng chưa? X mol NO2 sản phẩm duy nhất chứng tỏ không có NO4, NO3. Vậy mình đi bảo toàn electron. Đồng của mình từ đồng 0 lên đồng dương 2, vậy là 2 lần số mol đồng. 2 nhân 0,025 bằng nitơ của mình, nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 1 lần X. Vậy mình tìm được X bằng 0,05. Đáp án đúng đáp án B bỏ. X bằng 0,05. Dễ quá. Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng? Ở điều kiện thường thì các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. Sai. Li-ti khối lượng riêng nhỏ, nước nó bị nổi. Đấy. B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. Đúng. Các kim loại đều chỉ có một số hóa duy nhất trong hợp chất là sai. Ví dụ thằng sắt nó có dương 2, có dương 3. Ở điều kiện thường tất cả các kim loại đều trạng thái rắn sai, thủy ngân ở trạng thái lỏng. Đấy. 41 ạ. Phát biểu nào sau đây sai? Kim loại đồng khử được Fe2 cộng dung dịch. Đồng làm sao tác dụng được với sắt 2 cộng? Bỏ luôn. Kim loại nhôm tác dụng được với dung dịch NaOH. Đúng rồi, nhôm tác dụng với NaOH để tạo thành NaLO2 cộng H2. Đúng. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li-ti. Đúng. Kim loại cứng nhất là Chrome. Đúng. Vậy sai là A. Ok, chính xác. 42 ạ. 42 ạ. 42 đáp án gì các em? Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Tính khử nhá. Vậy là theo chiều từ trên xuống dưới này, dãy điện hóa này, khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang bố hỏi cửa hàng á. Vậy là gì ạ? Bạc trong này là yếu nhất. 43. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Nào, kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Là cái gì ạ? Là cái kim loại nào mà được sử dụng trong dây tóc bóng đèn đấy? Gì ạ? Wolfram. C game nhé. 44. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất? Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Có nghĩa là nó tồn tại ở cả điều kiện thường là thể lỏng đấy. Thì nó là gì? Thủy ngân. 45. Kim loại nào sau đây có độ dẫn điện tốt nhất? Chúng ta vừa mới làm xong nhỉ? Anh nào? Bạc. Đấy, nhớ một vài cái đấy thôi là mình làm được hết. 46 nào. 46 nào các em ơi. 46 nào. Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra mòn điện hóa? Để xảy ra mòn điện hóa nó phải thỏa mãn một trong ba điều kiện. Cả ba điều kiện. Thứ nhất là hai điện cực phải khác nhau về bản chất. Thứ hai, nó phải tiếp xúc trực hoặc gián tiếp. Thứ ba là phải trong môi trường dung dịch chất điện ly. Magie trong bình khí oxy không, chỉ có một điện cực. Nhúng thanh kẽm vào COH4 trong hai bốn đề, hai điện cực này, kẽm đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau trong dung dịch chất điện ly. B luôn, ăn vào được. 47. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? Các bạn lưu ý cho thầy nha, nhiệt luyện với chất khử là CO thì điều kiện của CO là nó chỉ khử được các oxit kim loại đứng đằng sau nhôm thôi. Canxi đứng trước, kali đứng trước, bari đứng trước, nên đáp án đúng là đáp án B. 48 ạ. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện với chất khử là hiđro? Tương tự như vậy.
thì điều chế và nhiệt luyện với chất khử là hydro nó cũng chỉ khử được oxit của các anh kim loại đứng đằng sau anh nhôm, nên kali bỏ, natri bỏ, canxi bỏ và chỉ có sắt thôi. 49. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? Có nghĩa chỉ có phản ứng xảy ra thôi. Kẽm với đồng là ngoài ăn mòn hóa học nó còn có cả mòn điện hóa. Sắt với đồng là ngoài ăn mòn hóa học có cả ăn mòn điện hóa. Đây, chỉ xảy ra này. Đồng cộng sắt 3 cộng này, tạo thành đồng 2 cộng này, cộng sắt 2 cộng, chỉ có một điện cực sắt, chỉ có một thằng sắt, không có hai điện cực khác nhau là bản chất. Vì vậy nên C ở đây là chỉ ăn mòn hóa học. Còn D vẫn điện hóa, đồng bạc tiếp xúc trực tiếp trong môi trường dung dịch chất Li Agno bạc. 50 ạ. Câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. 50 câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. 50 các bạn cho đáp án gì ạ? Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ thu được khí hydro của cathode, đúng. Cho CO dư đi qua hỗn hợp thì CO chỉ khử được CO để tạo thành CU chứ không khử được Al2O3 tạo thành nhôm. Sai. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch COS4 và H2O4, hai điện cực khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong dung dịch chất điện Li, đúng. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, đúng. Cho dung dịch AgNO3 dư và MeCl2 thu được chất rắn gồm bạc và AgCl, chính xác. Bởi vì nó xảy ra phản ứng bạc cộng cộng Cl trừ tạo thành AgCl. Và gì? Bạc cộng cộng Fe2 cộng tạo thành bạc cộng Fe3 cộng. Đúng chưa? Chất rắn. Chất rắn. Vậy để thu được hai chất rắn gồm bạc và AgCl. Vậy mình sẽ có tổng cộng là mấy phát biểu đúng không? 1 2 3 4, tổng cộng có 4 phát biểu đúng. Được chưa? Hết ạ. Đấy, các bạn thấy không? Và đến đây là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta xong trọn vẹn 4 chuyên đề chống nát hóa học nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi thầy và học full 4 buổi cho đến tận bây giờ. Cái sự cổ vũ của các em chính là nguồn động lực để thầy có thể thực hiện những cái buổi học hay và chất như này cho các bạn và các em. Và có bất kỳ một cái gì mà thắc mắc, các bạn hoàn toàn phải inbox cho thầy ở bên trong nhóm chat của lớp hoặc inbox riêng cho thầy, thầy sẽ đấy liên tục cho các em, hỗ trợ chúng ta trong một tuần cuối. Buổi học của chúng ta thì dừng lại ở đây, nhưng cái việc các em học với thầy thì chưa dừng lại ở đây nhá. Chúng ta tiếp tục follow theo dõi thầy trên fanpage để theo dõi tất cả các cái chuỗi chữa bài tập, live stream chữa đề dự đoán, live stream giữa đề chuẩn chúng của thầy nhá. Chỉ vì một điều kiện, chỉ vì một điều, đó là thầy muốn cho chúng ta được thi đỗ điểm thật cao trong kỳ thi sắp tới. Đấy chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em, và buổi học hôm nay chúng ta xin phép là kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các bạn và các em, và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Lớp mình đều đạt được mục tiêu đỗ nguyện vọng 1 của chính bản thân mình. Chúc tất cả các bạn và các em có một cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thật là thành công. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở Hà Nội.